mọi người. Quay qua như thế này mọi người sẽ tưởng là toàn đen tuyền nhá, nhưng mà thực tế là nó là đu lông đậm đấy. Lại một đàn nữa nhá, giá siêu rẻ. Có hai cái đen tuyền rồi. Siêu rẻ so với giá của nó. So với cái phả hệ chất lượng của con chó. Nói chung là này này. Gì đấy? Khối 15 triệu. Bọn em bán bằng lửa so với chỗ khác. Đấy rồi. Dopper nhập Mexico. Khối 15 triệu đấy. Đây đây cho quay này cho mọi người nhìn cái khung rộng này, chân tay này. Mang. Thôi. Đây, nhìn thấy khung có to không tí? Đây để em quay gần lại. Đây. Mà mọi người nhìn thấy cái lớp lông nó vẫn là lông tơ nhá. Ai thích chơi những cái con gọi người nghĩa như nào nhỉ? Sai to. Mà nói chung là đẹp. Hoa mỹ. Mảng màu thì chất luôn là này. Mà em biết à? Khách gọi kìa. Mảng màu không chơi đâu được. Có hai con màu kiểu màu đỏ hung ấy. Màu đỏ hung đẹp cực. Đẹp cơ mà. Con kia cắn nhau sao? Con này đi miền Nam này. Con này đi miền Nam. Chưa kịp quay video lên khách đã bắt mất rồi. Con này phải anh chị phải xem trực tiếp tận mắt cơ. Nói bị cắn què không lên được nhưng mà hung đỏ. Hai con đen của đàn này nó cũng là đen ánh đỏ. Được cái mấy anh ở miền Nam nhá, rất tin tưởng trại mình luôn. Mà có vất là giới thiệu luôn là các anh lúc nào cũng đến luôn đấy. Đây là chốt luôn đấy. Đây là trong miền Nam toàn ăn hàng tuyển luôn đấy. Thật sự luôn mọi người nhìn. Thế ơi, bắt thử con đen tuyển đấy, con đực kìa. Bắt một con đen tuyển đây nào. Kiểu như là nó xứng đáng với niềm tin của các anh luôn đấy. Chính như anh cứ dễ dễ như thế, các anh bao giờ chọn được những con rất đây đẹp. Cho mọi người xem này. Đấy, cái chân này. Ngồi xuống này. Đây mọi người nhìn này. Quả chân quả ngực của phát sợ luôn. Lên một tai nhá. Đây. Tai kê nữa. Đấy mọi người nhìn này, nhìn hâm hố. Quả ngực quả chân này. Người già rồi. Cho cái chai vào đây. Nói không ngoa phải đây, to hơn tay người. Này, này. Đây. Mọi người nhìn này. Thôi anh cho cái tay thì cái chân này to so với tay của Ngọc. Không chỉ cần so với cái cả cái chai là mọi người biết rồi. Thì mới dễ hiểu được đúng không? Đấy. So với tay em này. Đây. Chứ là nếu mà nhiều khi quay video nhiều anh quay nghiêng nghiêng ra đây con này đây gọi là đen ánh đỏ mọi người nhá. Nhiều khi tí nữa đi. Nhiều khi mình cứ khen mình thì nó lại thấy không ra làm sao đúng không? Đấy. Nhưng mà khách cứ giới thiệu là ai qua trại em cũng mua chó luôn. Đẹp con gái này đẹp. À, ví dụ như là như này. Nói chung là một số anh kiểu các anh chơi ở trong miền Nam nhau giới thiệu cho bạn kiểu giới thiệu cho nhau nhà mua một hai con để ủng hộ. Hoặc là có người mua hai con ấy. Đây Đức. À đấy. Con khác rồi. Đan. Cái đỏ đây nhá. Đỏ hùng. À, tí nữa quay luôn cả cái con kia, tí nữa đi Kiên Giang đi đâu? Đâu? Bến xe An Sương. An Sương. Tí nữa bắt An Sương. An Sương là tỉnh nào ấy anh? Thành phố Hồ Chí Minh. À, Đu Đông này. Đúng không? Cái. Mà màu chất đâu. Ví dụ mà quay nhiều khi nó vô vàn lắm đúng không? Mà bọn em toàn người không biết quay lắm. Mà các anh nhìn cái chất lông nhá. Này. Toàn không chuyên. Thay một tí nào lông. Chưa thay lông tơ nhá. Đây, quay gần cho mọi người xem cái lớp lông này. Đây. Con chó nó to như thế này nhưng mà đen này. Đen xì luôn. Đây vẫn là đỏ nhá, trong này vẫn là gầm đen thế này, đèo không? Đấy. Nếu mà anh chị xem anh đúng biết chơi thật. Một lốt nhạc đi luôn con này. Chứ mà màu nhưng mà mỗi tội màu nhảy luôn. Nó kiểu nó nhìn lại nhỉ. Mà nó nghịch không? Nó ấy không? Nó ham nhưng ham người. Mà lông chưa thay lông. Lông tơ, lông mịn nhá. Nghịch không? Mà con này siêu to rồi. Cho uống nước chưa? Cho uống rồi. Toàn những anh biết chơi, biết chọn đấy. Có lại bảo bên em là bán đắt hay bán rẻ đúng không? Lúc nào khẳng định luôn lúc nào cũng rẻ hơn thị trường so với cái chất lượng con chó. Còn ví dụ như so với không giấy cái thứ thì bọn em không so được. Nhiều khi các anh cứ bì so bì con chó này có 1-2 triệu. Hôm nay bọn em đi miền Nam, Kiên Giang, các kiểu, Đà Nẵng. Tí nữa quay đu đông chứ không phải đem tiền đâu này. Còn đu đông này đem tiền rồi. Vâng, đu đông đậm tịt luôn. Đấy, như nếu mà ai mà thích chơi như kiểu là nó thân thiện với cả nó khung gặm to trên 40 cân này thì xử lý ngay đàn này hộ em. Đàn này chắc bay trong vòng một nốt nhạc. Con cái này, ai nào xem video chắc con cái này. Chúng em nói luôn trên clip này. Con chó phối 15 triệu một lần phối. Mà với em bán 7 triệu thì có là hợp lý không? Đấy em chỉ nói thôi. Cả cả đàn Marius thế, phối 10 triệu nhá. Con chó với em bán ra 7 đến 7 triệu rưỡi một con thì có là hợp lý không? Còn siêu to.
mà nó rất là to, nó toàn 12 đến 13, 14 cân một con rồi. Thế nên là anh chị đừng với cả có so bì với cái việc mà phối con chó miễn phí xong rồi bán con chó ra 2, 3 triệu. Đúng rồi. Đấy, quan trọng là nó còn phả hệ, nó cả tông dòng, nó giải gì đấy, nó nhập nước nào đúng không? Riêng con chó nhập nước, con nhập có giải và những con nhập không có giải nó đã khác nhau rồi chứ không nhập Nga khác nhá, nhập Séc khác nhá, nhập Pháp khác nhá, nhập Mexico khác nhá. Đấy, chứ không phải là cứ thế bảo bố nhập là đã là to đâu, đúng không? Vâng. Nhập Nga thì thôi gần như là đối với bọn em nó chỉ là ối trời ơi thôi, không là cái gì hết. Nhưng mà con nào nhập Pháp nó lại khác đúng không? Đấy. Và lại những con nhập Pháp như kiểu là Argenti này hoặc là con Calo thì nhập Hà Lan thì đấy nó phải hơn những con nhập Séc nhé. Nhập Séc là nó rất là thông minh, nó nhanh nhẹn nhưng mà size nó không được to bằng chẳng hạn. Đấy, mọi người chơi mọi người phải hiểu. Có những người người ta thích như nào nhỉ? Người ta chỉ thích là có giải này, sau này nó học bài nhanh này thì người ta phải chọn những con dòng Séc. Thế mà muốn chó vừa bài nhanh này, vừa không gặm to phải chơi chó Pháp đúng không? Đấy, không thể là bây giờ cứ bảo nhập nhưng mà hỏi ra xem phải lại bảo nhập Nga thì cũng là bình thường thôi đúng không? Chó Nga nếu mà cái dòng bỉ thì nó gần như là nước Nga nó cũng không có tên tuổi lắm. Đấy, còn ví dụ như là nhập Pháp nhiều khi là mình còn không mua được của người ta cơ. Chứ không phải là mọi người hình dung là con nào nó cũng như con nào đâu. Đấy nên bọn em bán thì nó cũng tùy hết vào căn cứ với cả là nói chung là bán đúng theo một cái giá thị trường của con chó, đúng theo cái giá tiền mọi người đưa cho bọn em rồi bọn em sẽ trao cho một con chó nó đúng như thế chứ không phải là con nào nó như con nào. Giá trị con chó còn hơn cả cái tiền đấy không? Đúng rồi. Với một cái so giá với những tiền bên đấy khác mà mọi người mua để đóng lồng ấy nhá, đóng lồng đi miền Nam không có sợ lại muộn. Nói thì nhiều khi nói hay các anh chị lại bảo con hát mấy khen hay. Đúng không? Tự nó khen làm sao cả đúng không? Vâng. Phải nuôi đi. Ví dụ như là mọi người ví dụ như em đang bảo là đàn này tức là đàn Dopper, các anh chị mua chó đậu thế, mấy cứ quay dài đi. Các chị anh chị mua chó đậu thế phải theo dõi bản thân như bọn em thích mua của bọn em. Nếu mà không lên xe trực tiếp được ở miền Nam hoặc ở Cà Mau, Đồng Hới, Quảng Nam các thứ đúng không? Muốn mua của bọn em đúng không? Chưa gặp mặt bọn em bao giờ đúng không? Theo dõi kênh của bọn em một năm đi, theo dõi Facebook, theo dõi website, theo dõi kênh YouTube này, theo dõi một năm đi. Rồi ông mua, chưa cần mua vội, đúng không? Thì bọn em bây giờ cũng rất là nhiều khách. Các anh cũng có những người đã theo dõi bọn em hàng năm rồi người ta mới mua cơ. Vâng, có những anh bảo em là anh theo dõi từ những cái ngày mà từ những ngày mà bọn em lập kênh. Không biết là bao nhiêu lần anh like rồi anh cứ tưởng là bên anh mình mua, bật tiền quảng cáo cơ. Mua ở đâu cũng thế. Mua của em cũng thế mà mua của bên nào cũng thế. Con chơi chó nhá, chơi lâu dài, không vội. Kể có tiền mình cũng không cần chơi vội đúng không? Vâng. Theo dõi một năm đi. Ví dụ muốn mua một đàn chó như thế nào? Em bảo ví dụ đàn này, đàn Dopper nhập Mexico đúng không? Thì các anh chị có thể Năng Yên đi thế. Đi hỏi một số chỗ khác cũng bán một đàn cùng con bố đấy đúng không? Xem người ta bán giá như thế nào. Khung gọng con chó mà anh định mua đến bao nhiêu cân, bao nhiêu ấy so với đàn chó nhà em thì mấy anh chị biết được là bên này bán rẻ, bên kia bán rẻ hay là bên này bán đắt, bên kia bán đắt đúng không? Vâng. Thứ hai là như nào nhỉ? Nói chung là cứ phải so một con bố nó kiểu như là như thế đi, hai con kiểu như hai con cùng phả cùng chất đấy, lượng đấy. Xem là giá bên nào cao hơn bên nào đắt hơn thì mọi người mới có sự so sánh được. Cứ so sánh như này, so một con bố nó có giải như này, mỗi lần phối nó phối 15 triệu, so với một cái con chó trong nước người ta phối free hoặc phối 1 triệu hoặc phối 500 nghìn thì nó cũng là thuần chủng đấy, nhưng mà nói như thế thì nó vô bờ lắm đúng không? Vâng. Nó rất là không thể so sánh như thế được đấy, ví dụ thế. Kiểu như con chó mà bố trong nước nhiều khi mọi người còn phối miễn phí cho nhau ấy. Đúng rồi. Xong rồi người ta còn muốn phối để cho con đực nó xả sữa chép đi ấy. Vâng. Đúng không? Đấy. Hoặc là bây giờ mình so chó Pháp với chó Séc chẳng hạn, nó khác. Hoặc là so cái con có giải này với con không có giải nó lại khác. Đực nhập với nhau nhá. Lại phải so nước nào này? Pháp, Séc, Bỉ hay là Mexico hay là Nga? Rồi lại trong những cái con cùng nhập nước đấy thì lại cái con này có giải Ipo hay là con này có giải BH hay là con này có dinh hay không, hoặc là những cái con như nào đấy, hao đồ không, gió thổi qua lọ ra đấy rồi, chứ không phải là cứ nghe thấy người ta bảo là bố nhập hoặc là cứ bảo là 8 cân đến 10 cân lại mua xong là giá cả đến lúc em nói vậy. Em cũng là cái thằng chơi chó thôi, cái việc mà nuôi một con chó mà nó đầu cũng là đầu tư công sức, cũng là cho ăn cho uống, cũng là tiêm phòng, rồi cũng sổ run cho nó. Mà có những con nó lên 40 cân, sau này nó khôn, nó học hành tử tế được, nó nuôi mình bảo gì nó biết làm cái đấy đúng không? So với cái việc là nuôi một con cũng chăm như thế, chăm hay là chăm nhưng mà cái khung gọng nó bé vì nó là những cái con chó
em đây. Nguồn gốc nó mình cũng chưa biết là bố mẹ nó như nào. Nuôi đến lúc nó được 20 hoặc 22 cân thôi. Thì sau là học hành bảo nó chẳng nghe. Vì nó là cái con chó không nguồn gốc rồi ấy, thì cái tính của nó lại rất là nói nó không nghe thì mọi người nuôi thế cũng mất cái công nuôi thế thì mọi người cũng tức không. Nhưng mà trong khi đã mất một con bắt một con chó mang về nuôi, mình xác định nó là người trong gia đình mình rồi thì mình nuôi như thế mình cảm thấy rất là ức chế và mất thời gian. Sau đó là bán đi thì cũng không bán được mà nuôi nữa thì cũng không xong, rất là tức. Kiểu tốn cơm tốn gạo ấy. Đấy. Mình xác định thế. Còn ai đã xác định nuôi chó cảnh luôn thì lại khác, đúng không? Chó cảnh thì cứ đẻ được. Đấy, biết đi vệ sinh đúng chỗ được. Còn mọi người đã nuôi cái dòng này là bảo vệ chủ này, bảo vệ gia đình này, trông đồ này. Đấy, nó phải có những cái đặc điểm như thế đúng không? Thì mình mới bắt đầu mình nuôi, đã nuôi béc Bỉ này, hoặc là đã nuôi béc gì Đức, hoặc là nuôi nuôi con gì là phải hiểu đúng cái dòng chó đấy. Đôi pitbull là phải biết đánh nhau, đúng không? Đấy, chứ bây giờ nuôi pitbull về lại hiền như con Alaska thì nuôi làm gì? Hoặc là nuôi con Alaska, nuôi chó cảnh thôi về nó lại giữ như con béc Bỉ, giữ như con pitbull thì mình cũng không khoái, đúng không? Mình phải hiểu đặc tính của cái dòng này là như thế nào, sau đó mình nuôi xem nó có phù hợp ở nhà mình hay không. Mình mới bắt đầu từ đó mình mới nuôi. Thế thì để chuẩn bị đóng lồng cho nó đi miền Nam cho. Vâng, không có sợ muộn xe quá. Xin chào mọi người.